Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục Điểm tin 24 giờ của chúng tôi. Hy vọng quý vị sẽ có được những thông tin thật hữu ích. Đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ cho chúng tôi nhé. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin chi tiết. Cụ ông 106 tuổi cưới vợ trẻ kém tận 71 tuổi, sinh thêm được 4 người con. Mới đây, hôn lễ của một cặp đôi ở Ghana đã thu hút sự quan tâm của dư luận. Khi chú rể đã 106 tuổi, còn cô dâu mới trẻ tận 71 tuổi. Từ những hình ảnh và video ghi lại đám cưới, có thể thấy rằng cặp đôi nắm tay nhau rất tình cảm, còn cùng nhau nhảy giữa buổi lễ với trang phục truyền thống. Truyền thông của châu Phi thông tin, hôn lễ này diễn ra ở phía tây của Ghana. Con trai riêng của chú rể, 41 tuổi cho biết, hai người đã ở bên nhau 12 năm, khi đó chú rể 94 tuổi, còn cô dâu mới chỉ 23 tuổi. Trong khoảng thời gian này, người phụ nữ đã sinh được 4 người con, bé lớn nhất 11 tuổi. Người này nói rằng bố của anh ta là một nông dân trồng cacao và cũng là một chuyên gia thảo dược nên sức khỏe của ông rất tốt, giải thích vì lý do tại sao ông vẫn kết hôn khi đã lớn tuổi như vậy. Người đàn ông chia sẻ, bố anh luôn lo lắng và muốn cho người tình một danh phận trước khi qua đời. Ngoài ra, dù mẹ kế còn trẻ, nhưng anh và các anh chị em khác vẫn coi bà như mẹ đẻ. Anh tiết lộ rằng mẹ ruột của anh qua đời vào năm 1999, sau khi bố anh ở bên một người phụ nữ này. Họ nhanh chóng chấp nhận và cảm thấy hài lòng vì ông vẫn có thể tìm thấy hạnh phúc trong những năm cuối đời.